Ba xem mình đo trước này, đo chu vi này, đó nó hiện lên cái này là cái số đo của nó này là 20,8 mét, mình cứ làm tròn thẳng lên là 21 mét, nha. 21 mét dài của cái hông ba xăng đó. Là nếu xài cuồng thì mình chỉ cần ghi thông tin ở đây hông ba xăng chu vi hông 21 mét là được, nha. Rồi tiếp tục mình đo cái này. Đó, mình ghi đi hông 5 xăng 22 mét là được. Đó là thông tin mình ghi cho bên kia để nó làm hồ sơ. Đó. Còn nếu xài với cái tấm mà cắt ra thành cuồng á thì mình phải hồi nãy đo cái này là 21 mét đúng không? Ừ. Rồi lấy 21 chia cho 2,4. Đúng rồi. Mình lấy 21 mét mình chia cho 2,4 à, là nó bằng 8,75 cây, là cắt 9 cây, là mình cắt 9 cây đó. Rồi mình vô trong này nè, mình biết là 9 cây đúng không, mình vô cái lệnh này mình phải tạo lai cắt giải đó, cắt theo kiểu đường thẳng ha. Đó, chọn kiểu đường thẳng, cái này là cái khổ rộng của mình là 24 đúng không, dù dài của mình 24 mình để 24 này. Nếu muốn cắt cái giải bao nhiêu thì mình để bao nhiêu không? Nhưng mà cắt lúc nào mình phải cắt hết cái tấm. Rồi để 24. Hông 3 xăng thì mình chọn 30 mm. Đó. Số lượng 9 cây. Đó. Ok, ra đây. Hông 3 xăng 9 cây. Xoay nó lại cho dễ nhìn, cho nó thuộc vào tấm của mình. Đó. Thuộc công cụ là ok. Đó, bây giờ là cái hông 5 xăng này. Mình còn đo cho quý, để mình đo cho quý. Là 22 mét đúng không? Thì mình lấy 22 mình chia cũng như công thức bởi 2,4. Đây là 9 cây phi 1 là 10 cây. Đó. Thì mình cũng y chang vậy. Chỉnh số là hông 5 xăng 10 cây. Ok. Đây là mình phải quy định là cái này là mình phải biết một phần cắt là như thế nào để cắt dễ nhất, phải không? Là mình cứ quy định cắt cái dải nhỏ trước, cắt cái dải to sau. Đó, trong trường hợp là có hai loại dải trong chung một tấm, tại vì lúc đó cái tấm nó còn nguyên đó, mình cắt mấy cái nhỏ nó dễ hơn. Nhưng mà cắt mình cắt hết một đống to rồi còn lại cái tấm thì nó cũng chút xíu mà đi cắt nó mới dễ nhỏ thì dễ hơn dài lắm. Chạy dải đi nhờ thổ đọt đi đúng không? Đúng rồi. Đó, bây giờ mình ghép hai cái lại nhau này. Đó, là có chỉ chỗ đây có hai đường cùng nhau. Đúng không? Mình đúc vô. Chọn nó, xóa bớt một đường. Rồi bấm cho cắt thóc lên. Rồi. Cần con lờ nó lại thành một đối tượng. Xong. Đó, cái đây là rồi bên trong. Copy ra. Đó thường thường mình cắt một hai cây nhỏ, hai hoặc ba cây trở lên đó, là nó bị hay bị lỗi đó. Đó mình rồi về vật tư tiêu hao cuồng chưa không? Đó cái thước đó. Cũng làm tương tự như cái đưa đo cái thước hồi nãy đó. Còn mình nó là tách nó ra ghi cái thước. Đấy. Rồi cái đây là phần báo cho bên bộ phận làm market, làm cái hồ sơ thi công. Ủa, vậy là bên móc tách riêng, còn bên đặt hồ sơ riêng. Đúng rồi. Nhưng sau này thì lệ quy về một người, nhưng trước mắt là chỉ có đang có hai người. Đúng không? Là người kỹ thuật bóc tách, bóc xong gửi cho thì tùy điều phối sản xuất là người gì ra hồ sơ. Đó, cái này là mình gửi này, mình ghi rõ ràng ghi chữ ra. Đó. Là phối đường vật tư tiêu hao tấm. Đó. Mình đóng khung nó lại. Đó. Cái này mình copy nó ra cho nhanh không? Đó.
Chưa không? Dạ không. Đóng khung lại. Đó. Rồi bây giờ là xúc file để gửi này. Chọn này copy nó ra. Xóa hết cái lần này đi. Hồi nãy mình tạm quên copy từ đầu á. Nãy giờ mình làm cũng được. Xóa hết đi. Xóa số liệu rồi đi. Đó. Rồi. Xúc cái file này cho bộ phận cắt. Đúng không? Này mình xúc file, cắt xúc file là như thế nào? Đó, bấm Ctrl E này. Đó, nó Ctrl E là export á, là nó xúc file. Hoặc là mình vô cái file chọn export. Đó, nó cũng vậy, tương tự nhau hết. Đó, rồi mình chọn vị trí để xúc file. Xúc ở đâu đó, mình xúc lên cái ổ cứng online này. Ví dụ tôi xúc lên desktop. Ai dây nguồn test ngoài bài gì đó tên cái xuất ra lúc nào cũng DXF đúng không? Cái tích này mình khi mình bỏ tích ấy, nó sẽ xuất hết tổng cái file mình của mình luôn, là mình đang có gì trên file nó sẽ xuất hết. Còn mình tích vô nó chỉ xuất cái mình chọn thôi. Hồi nãy mình chọn cái bộ phần cách thôi, mình xuất cái bộ đó thôi là Xbox nó hiện lên. Cái này là cái này là phiên bản đúng không? Hiện giờ máy xưởng mình thì cái máy cắt là phiên bản, nó đặt phiên bản lớn nhất, là nó đọc tất cả cũng đều được hết, thì mình cứ lựa dụng cái phiên bản lớn nhất, chọn đơn vị mm, nó mặc định như đây rồi, rồi xúc cái dạng vector, ok, đó nó xúc ra để thấy file này, đó, là file mới vừa xúc ra nhưng nhận tới 1.3 này, đó, nó xúc cho mình cắt. Còn cái này bây giờ mình xúc cho bộ phận uống là mình chọn cái này. Đó. Cũng tương làm tương tự. Bốn năm sáu gì đó, họ đó cũng làm tương tự như vậy. Xúc ra. Cái máy uống của mình á, thì mình thường xúc cái file này tùy file nhé. Nếu nó bị lỗi thì mình sẽ xúc cái phiên bản nhỏ hơn. Là để nó được đọc được file. Như R1, R9 rồi này là được này. Khả năng cái máy uống mình đã hay bị lỗi cái đó. Ok là xúc. Đó xong rồi mình gửi hết cái này, gửi hết cái file này, lưu lại gửi cho bên bộ phận điều phối, là gửi cho chị Thùy á. Gửi bạn nguyên cái file luôn. Gửi hết cái file này cho bạn. Mình sẽ chú thích rõ ràng là cái gì là nó đang là cái gì, đúng không? Cái này là mình chú thích được file gốc của khách. Cái này là cái file uống để bóc tách. Này phải cắt đầu tắt. Đó. Mình gửi chú thích ra như này, đóng khung ô ô này, nó thấy không? Đóng một da này nha. Rồi. Xong rồi mình gửi hai cái file mới xuất cho bạn. Kêu là mình bình thường là mình gửi lên cục đáp đúng không? Là mình đã chụp hình cái đường dẫn đó lại. Gửi cho chị bên bộ phận điều phối. Fiber này, mình dùng Fiber này. Xong một này, đó ở bên đây là xúc cái file này đây. Đó chọn đó, xong mình chụp hình cái đường dẫn này này. Đó em file này nó đang ở cái đường dẫn đó, chị vô thì thấy cái file đó. Đó chụp hình gửi lại cho bên đó. Chụp hình là nhờ ứng dụng của Zalo là Ctrl LTA. Ctrl LTA. Đây này bỏ qua Zalo, đó cái hình này này. Nó có hai kiểu. Chụp không kèm cái số Zalo. Ctrl L A. Chụp kèm cái số Zalo L tôi Ctrl S. Đó. Rồi. Nghe là xong một file. Ok. Đó, mình lưu lại. Rồi bây giờ còn một cái phần nữa là tạo cái giải này, chưa nói hết nè. Giờ ví dụ ở đây em làm nó 100 mở là mình đăng thanh không là nó quá cái khổ của mình rồi ha, cái khối nó mình là một cái thai rồi mới đúng không? Bây giờ mình phải làm sao? Bây giờ 15 thanh thì mình